viêm phổi đấy. Viêm phổi thì cửa hàng anh có rất nhiều loại thuốc. Mà tuy nhiên thì anh cửa hàng cái loại thuốc này là tốt nhất. Cái này là tiền một đổi. Cái này là thuốc gì vậy anh? Này thuốc cho nó chuẩn cho nó ăn. Con lợn kia là ăn con nái kia nó mới đẻ, bây giờ để phát là nó bị, bây giờ cái này thì em dùng cho cái cái này bao nhiêu ấy? Cái số này là tổng số là 780. Em mà lấy điện thoại, xong là có gì thì vâng. Mọi hỏi anh được mà. Vâng vâng. Em có số của anh được. À, anh không. À, cái số của anh không. Số 333. Vâng. Thank you.
Ha 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 ha